Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Điều tra TV. Thưa quý vị, sau khi bản án tử hình có hiệu lực pháp luật, tử tù sẽ còn chờ đợi bao lâu nữa cho cái ngày cuối cùng của đời mình? Cuộc sống của họ sẽ ra sao trong những ngày chờ đợi căng thẳng đó? Và những gì diễn ra trong buổi sáng mờ sương, hoang lạnh trước giờ thi hành án? Những câu chuyện, vụ án sau đây sẽ trả lời cho những câu hỏi đó, đồng thời tái hiện lại những ngày cuối cùng của một số tử tù với tất cả sự tiếc nuối và những sám hối cay đắng ở nơi họ. Đó cũng như là một lời cảnh báo về cái giá phải trả cho tội ác. Và bây giờ xin mời quý vị đến với nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay. Một chuyện khác tôi cũng không thể quên, đó là một nữ tử tù 49 tuổi. Thời trẻ chị ta rất nổi tiếng về nhan sắc. Khi vào trong tù rồi vẫn giữ được những nét mặn mòi son sắc. Con người này xinh đẹp nhưng cũng đa tình và lắm tật. Có tới 4 đứa con thì lại của 4 người chồng khác nhau. Chị ta là đối tượng liên quan đến đường dây ma túy rất lớn. Đối tượng này có điều lạ là bình tĩnh cho đến tận lúc chết. Tôi hỏi tại sao lại như vậy, chị ta đáp: biết là có ngày sẽ như vậy rồi nên chấp nhận. Tôi hỏi trong lúc buôn ma túy biết là chết như vậy thì có bao giờ cảm thấy sợ không? Cô ta bảo sợ thì rất sợ, nhưng tay đã nhúng chàm rồi thì không thể rút ra được nữa. Trước lúc thi hành án, chị ta bình tĩnh, ăn một chút, rồi hút hết 2 bao thuốc 3 số trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Lúc viết thư cho các con, chị ta viết rất chi tiết, nét chữ rất đẹp. Trong thư, chị ta dặn dò tỉ mỉ các con, đặc biệt là đứa lớn đang học đại học y khoa ở thành phố Hồ Chí Minh, cố gắng học giỏi, xin việc để nuôi đám em. Ngôi nhà chị ta đã xin với bà ngoại để cho người con lớn đi học xong về đây lấy chỗ mà trông các em cho nó lớn lên thành người và dựng vợ gả chồng cho các em. Còn đứa nào tìm về với bố, nếu bố nhận thì theo, nhưng thấy phức tạp thì chị em lại nuôi lấy nhau. Khi bị đưa ra xử bắn, chị ta còn xin phép để được hát. Trong vòng 10 phút trước khi những loạt đạn pháp luật kết liễu những số phận của tội phạm nguy hiểm, thì tiếng hát vang lên trong buổi sáng ở chân đồi vắng rất vang vọng, rồi chợt tiếng hát tắt lịm. Ngày 9 tháng 10, Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và tuyên y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh, 55 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM, về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Liên quan tới vụ án, bị cáo Đinh Thị Mai Thuy, 26 tuổi, quê Bến Tre, cũng bị tuyên y án chung thân cùng tội danh. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 24 tháng 3, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên án tử hình với bị cáo Nguyễn Thị Thanh. Riêng bị cáo Đinh Thị Mai Thuy đang nuôi 2 con nhỏ nên chỉ bị tuyên án chung thân. Sau phiên tòa này, bị cáo Thanh kháng cáo kêu oan, bị cáo Thuy kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, mặc dù kháng cáo nhưng hai bị cáo không đưa được tình tiết mới. Khi được nói lời sau cùng, bị cáo Thanh trình bày: nếu bị tòa tuyên y án tử hình thì xin thi hành án sớm để hiến xác cho y học. Tương tự, Thuy cũng xin được thi hành án sớm nếu bị tuyên y án vì thời gian tạm giam đã quá lâu. Theo án sơ thẩm, sáng 27 tháng 10 năm 2012, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM đã bắt quả tang Thanh vận chuyển 3kg heroin. Thanh khai vận chuyển thuê cho Đinh Thị Mai Thuy với tiền công $250. Thuy bị cảnh sát bắt khẩn cấp ngay sau đó. Tại cơ quan điều tra, cô gái 26 tuổi khai sống tại Campuchia, quen với bà Thanh khi bà qua du lịch. Theo lời của Thuy, cô quen một người tên là Smith King, không rõ lai lịch. Người này nhờ cô chuyển các túi đồ qua biên giới với tiền công hậu hĩnh. Thuy không trực tiếp làm mà thuê người làm để hưởng tiền chênh lệch. Sáng 27 tháng 10, Thanh ra bến xe miền Đông nhận hàng từ một phụ nữ không rõ lai lịch. Vừa mua vé xe đi Phnom Penh, Campuchia thì bị công an bắt giữ. Nguyễn Thị Giang, 45 tuổi, sinh ra trong gia đình nghèo ở thị xã Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Bố mất sớm, mẹ Giang thay chồng nuôi 6 con khôn lớn. Cuộc sống khó khăn thiếu thốn là chị cả, nên học chưa hết lớp 5, Giang nghỉ học để phụ giúp mẹ kiếm sống. Khi đến tuổi trưởng thành, nghe theo đám bạn, Giang quyết định vượt biên sang Trung Quốc, tìm cơ hội đổi đời. Song thực chất, các đối tượng lừa bán Giang vào nhà thổ, rồi làm vợ một người đàn ông ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
Sau gần 20 năm sống ở nơi đất khách, Giang nhớ gia đình, nhớ quê hương, tìm cách bỏ trốn về Việt Nam. Đầu năm 2013, Giang bỏ chồng cùng với hai người con trở về địa phương, trong niềm vui tột cùng của gia đình. Từ một cô gái hiền lành, chân chất, Giang trở nên dạn dĩ, lì lợm hơn. Quá uất ức với những kẻ đẩy Giang vào đường cùng, thì nung nấu ý định trả thù đời, đầy đọa người khác. Số phận đưa đẩy, Nguyễn Thị Giang gặp Đào Viết Mừng, 47 tuổi, trú tại Cầu Đông, Quang Trung, An Lão, Hải Phòng. Rồi bị cuốn vào những chuyến buôn hàng trắng với ông chủ ma túy đất cảng. Mừng thấy Giang nói thành thạo tiếng Trung nên đã sử dụng chính người tình làm phiên dịch cho các cuộc làm ăn, giao dịch với đối tác người Trung Quốc. Việc giao dịch hàng trắng giữa Mừng với đối tượng tên Luân ở Trung Quốc do Giang đứng giữa phiên dịch thu xếp. Sau đó, toàn bộ số hàng trắng được xé lẻ cung cấp cho đối tượng nghiện, các quán bar, vũ trường. Thế nhưng, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ngày 27 tháng 3 năm 2014, Đào Viết Mừng lên khu vực Tây Bắc lấy hàng trắng về tiêu thụ. Trên đường quay về địa phận xóm Trọng, xã Phong Phú, Tân Lạc, thì bị lực lượng công an phát hiện thu giữ 4 bánh heroin phía trong xe. Ngay sau khi người chồng hờ bị bắt, Giang tiếp tục thay người tình cầm đầu đường dây mua bán ma túy. Thế rồi không lâu sau đó, nữ quái này xa lưới pháp luật. Với nữ tử tù Nguyễn Thị Lợi, 61 tuổi ở huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Đáng ra ở cái tuổi ấy, Thị phải được hưởng cuộc sống an nhàn bên gia đình. Chỉ vì hám lời, Thị sa chân ngập sâu vào con đường buôn bán cái chết trắng. Để rồi nhận kết cục đáng buồn. Sau khi chồng bị bắt vì tội mua bán trái phép chất ma túy, Lợi không thay chồng nuôi dạy ba con đang khôn lớn. Thị bước tiếp vết xe đổ của chồng. Trong đó có người đàn ông người Mông tên là Báo ở xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Vốn là chỗ làm ăn với chồng Lợi trước khi bị bắt. Ngày 1 tháng 12 năm 2011, Lợi cùng người cháu ruột là Nguyễn Văn Đức, 22 tuổi, ở xã Minh Quang, Ba Vì, Hà Nội, mang 2,9 tỷ đồng lên huyện Mộc Châu mua 20 bánh heroin. Trên đường về đến địa phận xóm Bảng, xã Tây Phong, Cao Phong, Hòa Bình, hai cô cháu đã bị tổ tuần tra giao thông công an huyện Cao Phong phát hiện. Thấy sự việc bại lộ, Lợi thúc giục người cháu tăng tốc bỏ chạy qua trạm kiểm soát giao thông, đồng thời chống đối quyết liệt khi bị truy bắt. Thế nhưng, cả hai đã bị bắt cùng tang vật là 20 bánh heroin. Mặc dù biết trước kết cục của mình, song hôm bị tuyên án tử, lúc áp giải về trại giam, Lợi vẫn chưa hoàn hồn. Thì chẳng thiết ăn uống, đêm nào cũng trằn trọc, nhìn ra khoảng không, mịt mùng, qua khe cửa buồng giam suy nghĩ miên man. Ngày ngủ đêm thức, thoát vui rồi lại thoát buồn. Nếp ấy đến giờ vẫn chưa thay đổi. Cơ thể của Thị suy sụp, bạc nhược một cách ghê gớm. Đã có lúc, Thị định phó thác cho số phận. Nhưng rồi khao khát được sống, lại thôi thúc. Nghe bạn tù khuyên, sống được ngày nào quý ngày ấy. Biết đâu được giảm xuống chung thân sẽ có ngày về. Thị cũng an lòng phần nào. Không dưới một lần, Lợi đề xuất được viết thư gửi các cấp có thẩm quyền xin chết. Bởi càng sống ngày nào thì càng chịu sự dày vò đeo đẳng bám giết tâm can ngày đó. Còn Nguyễn Thị Huệ sinh năm 1974 ở Cao Lộc, Lạng Sơn, theo tài liệu cơ quan chức năng, vào những năm 2000 cho đến trước khi bị bắt, vào tháng 4 năm 2012, nữ quái Nguyễn Thị Huệ được ví von như một bông hồng lửa bởi sắc đẹp và sức cuốn hút đến lạ lùng. Dân chơi Lạng Sơn luôn thấy Huệ xuất hiện với chiếc áo sơ mi vải lụa mỏng, đóng thùng với chiếc quần jean. Huệ xuất hiện ở đâu cũng khiến cho cánh mày râu phải ngoái đầu nhìn ngắm. Vốn bản tính giang hồ va chạm nhiều với giới anh chị vùng biên, Huệ trở nên dạn dĩ trong xã hội và biết đến ma túy khá sớm. Khi vừa bước vào tuổi 26, Huệ đã đi buôn ma túy và bị công an tỉnh Lạng Sơn truy nã. Năm 2006, Thị ra đầu thú. Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn xử phạt 48 tháng tù. Sau khi mãn hạn tù, vốn là một người phụ nữ tháo vát lại có quan hệ rộng, nên chỉ một thời gian ngắn sau khi ra tù, Huệ đã khẳng định được vị trí của mình trong hoạt động xuất nhập khẩu ở khu vực cửa khẩu vùng biên. Huệ đứng ra
cai toàn bộ số Cửu Vạn với hàng trăm người làm nghề khuân vác hàng ở cửa khẩu, đồng thời thâu tóm việc đăng ký thủ tục thông quan cho các phương tiện xuất nhập khẩu qua Lạng Sơn sang Trung Quốc và ngược lại. Huệ có riêng một bàn làm việc và khu vực đỗ xe tại cửa khẩu Tân Thanh. Có điều, ít ai ngờ, bên trong vỏ bọc của nữ cai quản xuất nhập khẩu, Nguyễn Thị Huệ là một đầu mối vận chuyển ma túy lớn trong đường dây ma túy xuyên quốc gia. Trong thời gian dài, Huệ lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa để vận chuyển heroin sang Trung Quốc bán và đưa ma túy tổng hợp từ bên kia biên giới vào Việt Nam. Mặc dù hồ sơ tài liệu về hoạt động buôn bán heroin của nữ quái Nguyễn Thị Huệ đã nằm trong tay các chiến sĩ trinh sát, nhưng để bắt Huệ một cách an toàn đảm bảo tính mạng cho người dân cũng như các chiến sĩ trinh sát nghiệp vụ là cả một vấn đề khó khăn. Theo cơ quan chức năng, Nguyễn Thị Huệ có phần lớn thời gian sống ở cửa khẩu, giáp biên giới Việt Trung. Huệ có nhiều đàn em thuộc dạng cộng cán trong giới giang hồ. Một khi bà trùm của bọn chúng bị bắt, chúng có thể sẵn sàng chống trả quyết liệt để giải cứu và sẽ cao chạy xa bay sang Trung Quốc. Do đó, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh và lực lượng phối hợp của Cục Nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đã quyết định sử dụng kế điệu hổ Ly Sơn là điều đối tượng ra khỏi khu vực cửa khẩu 500m và bí mật bắt giữ. Cùng lúc, một tổ công tác giám sát chặt chẽ mọi di biến động tại nhà riêng của Nguyễn Thị Huệ. Khi phát hiện có đối tượng đưa két sắt từ trong nhà đối tượng đi tẩu tán, lực lượng chức năng đã kịp thời thu giữ, kiểm tra, xác định bên trong két có hơn 1 tỷ đồng, một số ma túy mẫu. Một mũi trinh sát khác phối hợp với Cục Cảnh sát Ma túy, Bộ Công an, khám nơi ở của một đối tượng tại thành phố Bắc Giang đã thu 80.000 viên ma túy tổng hợp do Nguyễn Thị Huệ gửi. Quá trình điều tra, Huệ khai mỗi bánh heroin vận chuyển qua biên giới, Huệ được hưởng 5 triệu đồng. Có chuyến chuyển hàng trăm bánh. Theo chiều ngược lại, đối tượng chuyển ma túy tổng hợp vào trong nước để bán. Tổng cộng đến khi bị bắt, Huệ tham gia vận chuyển mua bán 196 bánh heroin, hơn 7.200 gram ma túy tổng hợp. Theo cơ quan chức năng, Nguyễn Thị Huệ là một trong những chùm ma túy trong chuyên án 006N do Công an tỉnh Quảng Ninh xác lập. Hiện chuyên án đã kết thúc. Tại hội nghị đánh giá về chuyên án, các đại biểu khẳng định 006N là chuyên án điển hình trong đấu tranh chấn áp tội phạm ma túy của lực lượng công an toàn quốc, bởi có số đối tượng tham gia và bị bắt giữ, xử lý lớn nhất từ trước đến nay, diễn ra trên địa bàn rộng 16 tỉnh, thành phố, đòi hỏi tinh thần hợp đồng chiến đấu cao của công an các đơn vị địa phương. Thời gian dài hoạt động của đối tượng và đấu tranh của cơ quan công an. Sau khi kết thúc chuyên án, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố điều tra 147 bị can, bắt 118 đối tượng, truy nã 27 đối tượng. Số bị can này thuộc 5 đường dây tội phạm về ma túy, hoạt động mua bán vận chuyển ma túy từ Lào, Việt Nam, Trung Quốc. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt tử hình với 30 bị cáo. 13 bị cáo bị tuyên phạt tù chung thân. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ cảnh cáo đến 20 năm tù giam. Sáng ngày 11 tháng 7 năm 2013, tại nhà tập luyện và thi đấu thể thao huyện Tây Sơn, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định đã xử hình sự sơ thẩm lưu động vụ án cướp của giết người do Hoàng Ngọc Thịnh cầm đầu. Kẻ cầm đầu băng cướp là Hoàng Ngọc Thịnh, sinh năm 1992, ở xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Năm tên còn lại cùng trú tại huyện Vĩnh Thạnh gồm Huỳnh Văn Lập, sinh năm 1991, Nguyễn Ngọc Vương, sinh năm 1992, Đinh Văn Dũ, sinh năm 1994, dân tộc Ba Na, Nguyễn Cao Duy, sinh năm 1995, Nguyễn Công Thạnh, sinh năm 1992. Thịnh không nghề nghiệp, lang bạt lên Kon Tum từ năm 2008. Năm 2009, y dùng mã tấu chém một người bị thương. Năm 2011, giật túi sách có đựng 55 triệu đồng của một phụ nữ. Tháng 4 năm 2012, bị Công an huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum khởi tố, truy nã về tội cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản. Thì đến tháng 7 năm 2012, Thịnh trốn đến Vĩnh Thạnh và làm quen, kết bạn với Lập, Duy, Dũ, Thạnh, Vương cũng là những đối tượng không nghề nghiệp, siêng chơi nhác làm. Với bản tính yên hùng sẵn có, Thịnh đã lôi kéo, kích động được nhóm thanh niên trên liều lĩnh tham gia các phi vụ cướp của trên địa bàn trải dài từ Quy Nhơn lên thị xã An Khê, Gia Lai.
Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 10 năm 2012, chúng dùng 2 con dao Thái Lan, 2 con dao phay, 1 bình xịt hơi cay thực hiện 6 vụ cướp. Thịnh đều là kẻ cầm đầu, trực tiếp kề dao đe dọa lấy tiền, đâm nạn nhân. Trong 3 nạn nhân Thịnh đâm, 1 người chết, 1 người bị thương tổn hại sức khỏe 50%. Khoảng 4 giờ sáng ngày 26 tháng 10 năm 2012, tại khu vực ẹo Bà Nho, phường Nhân Hòa, thị xã An Nhơn, thấy ông Trương Thường, sinh năm 1971, ở phường Nhân Hòa, thị xã An Nhơn, đi hướng ngược chiều, Thịnh ra hiệu cho đồng bọn chặn xe, dọa lấy tiền. Ông Thường chưa có phản ứng gì vẫn bị Thịnh đâm một nhát thủng ngực, tổn hại 50% sức khỏe, rồi cùng Dũ thản nhiên lục lấy 500.000 đồng và một điện thoại di động. Sau đó, trong khoảng thời gian từ 4 giờ đến 5 giờ 30 phút ngày 28 tháng 10 năm 2012, chúng liên tiếp cướp 3 vụ, dùng dao kề cổ, bắt nạn nhân đưa tiền. Chủ tọa phiên tòa nói, may mà các bị hại này đưa tiền ngay, chứ chống cự thì bị đâm chết rồi. Nếu băng cướp này không bị bắt sớm, sẽ còn nhiều người bị chết và bị thương nữa. Nạn nhân bị đâm chết là anh Phan Văn Hữu, sinh năm 1972, ở Bình Tường, Tây Sơn. Chị Nguyễn Thị Bích Hạnh, vợ anh Hữu kể lại, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 28 tháng 10 năm 2012, anh Hữu chở tôi đi mua cá từ Quy Nhơn về thì gặp một nhóm người đi ngược chiều. Chúng quay lại, ép xe vợ chồng tôi vào lề, xịt hơi cay, hỏi tiền. Chồng tôi nói tiền mua cá hết rồi, tôi nói để tôi đưa. Khi tôi rút tiền ra đưa họ, quay lại đã thấy ảnh bị đâm rồi. Vợ chồng người anh đi sau cũng bị chúng dừng xe hỏi tiền, không có chúng đánh túi bụi rồi bỏ chạy. Chủ tọa hỏi Thịnh, vợ người ta đã đưa tiền rồi, sao còn đâm anh Hữu? Vì lúc đó anh Hữu la cướp nên bị cáo sợ bị bắt. Sao không đâm chỗ nào mà lại đâm vào ngực? Vì trời tối bị cáo đâm bừa. Khi nghe đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thực hành quyền công tố tại phiên tòa đề nghị Thịnh mức án tử hình, y chỉ cúi gằm mặt một vài giây, rồi ngẩng đầu. Khi được nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án, Thịnh khẩn khoản xin hội đồng xét xử chiếu cố đến hoàn cảnh của y, cha mẹ ly hôn khi bị cáo 4 tuổi. Sau khi bố lấy vợ đã bỏ rơi bị cáo sống lang bạt nhiều nơi, làm nhiều nghề để sống, không ai dạy dỗ. Bị cáo biết mất một người thân là đau khổ vô cùng nên không chủ ý làm chết người. Cha của bị hại Phan Văn Hữu bức xúc, con tôi trên 40 tuổi vẫn đi khuya về sớm mua bán kiếm từng đồng. Còn các bị cáo là thanh niên khỏe mạnh mà không chịu làm việc, chỉ muốn kề dao vào người khác cướp của là sao. Trong vòng một buổi sáng đâm chém đến mấy vụ, nếu không xử nghiêm minh, khi ra tù bọn chúng lại tiếp tục làm hại nhiều người lương thiện khác. Kiểm sát viên Đỗ Tấn Phước, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh giữ quyền công tố tại phiên tòa nhận định, trong vụ án này, điều đáng sợ nhất là Thịnh không chỉ kích động, lôi kéo những người khác phạm tội cùng mình, mà còn lạnh lùng chém người nào có biểu hiện chống cự, xem mạng người như cỏ rác. Và, dưới sự kích động, lôi kéo của Thịnh, những bị cáo khác hùa theo, sẵn sàng phạm tội miễn sao có tiền để tiêu xài. Trước đó, ngày 20 tháng 10, 6 tên cướp này cùng với những người khác vô cớ đánh gãy tay, gãy chân một thanh niên khác trên địa bàn huyện Tây Sơn. Hội đồng xét xử nhận định giá trị tài sản cướp được tuy không lớn, 6 điện thoại di động, 3,7 triệu đồng tiền mặt, một nhẫn trị giá 5 triệu đồng, nhưng hành vi của băng cướp hết sức manh động, dã man, cần phải được xử lý nghiêm minh để làm gương, nhất là trong tình hình thanh thiếu niên phạm tội đang gia tăng. Tổng hợp hình phạt 2 tội giết người và cướp của, cùng với mức án Tòa án Nhân dân huyện Tây Sơn đã tuyên trước đó về tội cố ý gây thương tích trong một vụ án khác, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Hoàng Ngọc Thịnh mức án tử hình, Nguyễn Công Thạnh 28 năm 3 tháng tù, Đinh Văn Dũ 17 năm 9 tháng tù, Nguyễn Cao Duy 17 năm 6 tháng tù, Huỳnh Văn Lập và Nguyễn Ngọc Vương cùng mức án 23 năm tù. Ngoài ra, tòa còn tuyên buộc các bị cáo bồi thường thiệt hại cho gia đình anh Phan Văn Hữu 124 triệu đồng. Nghe tòa tuyên án tử, Thịnh vẫn bình tĩnh, giáo hoảnh. Chỉ có điều ánh mắt y luôn sục sạo ngang, dọc quanh khán phòng như tìm kiếm một ai. Mới 21 tuổi đời, Thịnh đã gây ra quá nhiều tội lỗi. Lỗi đó, một phần từ những người thân đã bỏ mặc để hắn sống như cỏ dại. Từ vụ án trên có thể thấy, đối tượng phạm tội trẻ tuổi đang có dấu hiệu gia tăng và phức tạp, là vấn đề đáng lo ngại trong xã hội, đòi hỏi các bậc làm cha, làm mẹ cần thường xuyên quan tâm đến tâm sinh lý lứa tuổi của các em để có những định hướng, giáo dục phù hợp, trang bị cho các em những kỹ năng sống cần thiết nhằm tránh xa những cạm bẫy trong cuộc sống. Có muôn vàn lý do để đối tượng trẻ tuổi phạm tội, mỗi vụ việc là một hoàn cảnh, nguyên nhân, mức độ khác nhau. Song, mẫu số chung thường thấy đó là những đứa trẻ thiếu kỹ năng sống, dễ bị kích động, lôi kéo, bị ảnh hưởng xấu từ lối sống thực dụng, đua đòi, ăn chơi, lười lao động.
Trong rất nhiều hội thảo liên quan đến tội phạm lứa tuổi vị thành niên, nhiều người đã chỉ ra rằng phần lớn những người phạm tội đều thiếu sự quan tâm chu đáo của gia đình, cha mẹ. Đó là những gia đình có cha mẹ không hạnh phúc, ly hôn hoặc ly thân, cha mẹ mải làm ăn kiếm tiền bỏ bê con cái, cha mẹ bỏ mặc, buông lỏng quản lý con cái. Một trong những nguyên nhân nữa là do các em sớm bị tiêm nhiễm, bị tác động bởi những phim ảnh, mạng xã hội, các loại game có tính chất bạo lực. Sự ảnh hưởng của giáo dục gia đình để lại dấu ấn cực kỳ sâu đậm trong nhân cách của mỗi người. Song, thời buổi kinh tế thị trường, có một tình trạng chung phổ biến hiện nay ở các gia đình là bố mẹ quá bận rộn. Nhiều bố mẹ quan niệm rằng chỉ cần kiếm tiền, lo đời sống vật chất cho con là đủ. Thời gian của cha mẹ trò chuyện, chia sẻ, thấu hiểu dành cho con cái ngày càng ít đi. Chính sự thờ ơ, thiếu chăm lo đời sống tinh thần đối với con cái đã vô tình đẩy chúng ra xa, dễ bị lôi kéo, xúi dục, dễ có những hành vi không kiểm soát. Tỷ lệ ly hôn của các cặp vợ chồng cũng ngày càng gia tăng. Vì vậy, giáo dục gia đình vốn là nền tảng quan trọng để hình thành nhân cách một con người. Cha mẹ là những người quan trọng hướng cho con trẻ đường đi đúng đắn, giúp các em ý thức được các hành vi của mình thế nào là đúng chuẩn mực đạo đức và pháp luật. Chính vì vậy, mỗi bậc phụ huynh cần chăm sóc, gần gũi, lắng nghe, chia sẻ, chăm lo sự phát triển tinh thần và thể chất cho mỗi đứa trẻ. Có như vậy, các em mới có nền tảng vững chắc để chống lại những cạm bẫy trong cuộc sống. Thưa quý vị, mọi tội ác đều phải trả giá trước pháp luật. Dù với bất kỳ tội danh nào thì các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.